Cô má bỏ xây chùm nuôn bốn nẹ bàn lông tức slap nơi khăn nông rực đá chích mùi gần lái nơi khăn nông khát gần đá. Khăn nông bế đai bụ kê bàn nông khăn nế cho rượu chào chọn. Hẹt gà nịt bàn gạt lăng nơi khăn nông thay tìm mập hơi bàm buôn khai vị trực gà chất nắp bí bó nập hơi bì. Thật nơi khăn nông phùm bì xâm rõng, không đâm nạ ổng bớt nơi sọc ổng snuôn. Nơi khăn nông rực đá đai miên chùm rơi bàm mát bàm mát. Đại miên cụ mà rơi ả dụ đập bầy cho nàm bì nét nâng cụ mà ra ả dụ đập cho nàm nâng đập bì cho nàm chùm nuốt bì nét. Ba nòm khí cho tờ khăn nông tức đâm bầy rêu rô khá cháu chọn. Sẽ mà tờ cách bàn thay thác khăn nông bật tờ ca đại bàn cạt làng nút. Miên cụ mà rơi mà nét bàn rột mọc bà bò rõ chìa cả sẽ có ả dụ xám sắp đâm bầy cho nàm. Chúng mua dươm sáy, đại bàn bạp thác bòn xe rơi rồi bỏ niêng bàn lũng tực. Bộ rõ chìa cả sẽ có bàn rụt tờ càn ở rụt đáu nụ nâng bàn khơi bài chương chỉ tràn cú nâng mọt ở rụt đáu. Bọn tay mình bàn khơi mà nụ nụ lời. Còn nâng nẹ phùm bàn nòm khía cho hồ rêu rốt. Nâng bàn khơi phìm cụ mà rây chùm nụn bì nẹ. Nâng còi mọc tiết tờ bàn rụt khơi bì nẹ tiết. Bọn tay bàn sạp bạch bọn chì vật tờ hỏi. Cụ mà tiếng buồn nẹ rùa miên chú mùa ni sảy ná phết sảy ả dụ đập bầy chân nắm. Đại cổ mà tiếng bí cư chìa bóng phổn phá lụa. Cổ mà ra ả dụ đập bí cho nam chú mua khăn kìm gián. Nâng cổ mà ả dụ đập cho nam mà nẹ tiết chú mua khăn thả nụ. Cổng cổ bè trong niếng bát bình chạy thác cổ mà tiếng buồn nẹ bật chìa bán sắp đòi xa cả nơi lông tực bất bà gọt mẹn.